Khu Liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh Bạc Liêu được xây dựng tại phường 2, thành phố Bạc Liêu với các hạng mục chính là sân vận động trung tâm với sân bóng đá tiêu chuẩn 11 người bằng cỏ tự nhiên, sân thi đấu các bộ môn như điền kinh với 10 đường chạy thẳng 100m và 110m với tổng chiều dài đường 128m, 8 đường chạy vòng 400m, sân nhảy cao, sân nhảy xa. Sân vận động trung tâm có 2 khán đài A và B với sức chứa 8.000 chỗ ngồi, mỗi khán đài 4.000 chỗ và có một phần mái che. Ngoài trung tâm là sân vận động, bên trong khu liên hợp còn có hạng mục nhà tập thể dục thể thao với diện tích 1.000m². Mặc dù được khởi công ngay trong đại dịch Covid-19, tuy nhiên, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã thúc đẩy các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và thực hiện 3 tại chỗ nên công trình vẫn đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Khu liên hợp còn được đầu tư phần thiết bị đồng bộ, trong đó có hệ thống đèn cao áp chiếu sáng để phục vụ thi đấu ban đêm, thiết bị bảng điện tử ngoài trời để sân vận động đạt chuẩn thi đấu cấp quốc gia. Đến nay, công trình đã hoàn thành xây dựng hơn 95%, còn lại tập trung chủ yếu các vấn đề kỹ thuật. Sau khi công trình được đưa vào sử dụng, sẽ phục vụ đăng cai tổ chức các giải thể thao trong và ngoài tỉnh như ném đĩa, ném tạ xích, sân đẩy tạ, sân phóng lao và đặc biệt là môn thể thao vua, bóng đá 11 người trên sân cỏ tự nhiên. Đây là một trong những công trình lớn nhất của tỉnh để đăng cai và tổ chức các sự kiện lớn về thể dục thể thao. Công trình vừa mang ý nghĩa động lực để tỉnh phát triển về thể dục thể thao, vừa đáp ứng niềm mong mỏi của người dân trong tỉnh, có nơi tập luyện và cổ vũ những trận thi đấu thể thao đỉnh cao trong thời gian tới.